Cũng tại Long Xuyên, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa tổ chức cuộc họp với các sở ngành tỉnh và phòng ban ngành thành phố có liên quan về chủ trương đầu tư xây dựng quảng trường tỉnh. Theo đó, dự án quảng trường tỉnh được đầu tư xây dựng tại khu đất thuộc phường Mỹ Hòa có tổng diện tích trên 17,8 ha, gồm các hạng mục như tượng đài, cột cờ, khu trưng bày triển lãm, khu khán đài, khu duyệt binh, công viên cây xanh, đài phun nước nghệ thuật, bãi đổ xe, khu nhà mát, nhà vệ sinh và các hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện chiếu sáng, đảm bảo đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại. Dự kiến công trình sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tại buổi làm việc, các sở ngành tỉnh đóng góp ý kiến đề nghị thành phố Long Xuyên cần điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết phân khu phù hợp với dự án, tổ chức thi tuyển kiến trúc và xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối vào quảng trường. Đồng thời, bố trí thêm khu vui chơi giải trí kết hợp với dịch vụ kinh tế đêm tại quảng trường khi không diễn ra sự kiện, lễ hội. Cần đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh về đặt tên quảng trường, tượng đài và đề xuất chủ đầu tư dự án. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đinh Văn Bảo ghi nhận tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh có liên quan và xem đây là cơ sở để thành phố hoàn chỉnh báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng công trình quảng trường tỉnh và thống nhất đề xuất tỉnh đặt tên quảng trường Tôn Đức Thắng và đặt tượng của Người.